Những ngày nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp khi mà số ca bệnh ngày càng tăng nhanh cùng với sự thiếu hụt lực lượng y tế, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng ở khắp mọi nơi đã lên đường chi viện cho các bệnh viện dã chiến với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh. Chính vì vậy, đã có nhiều y bác sĩ về hưu quay trở lại hỗ trợ bệnh viện, chăm lo cho các bệnh nhân khác để các chiến sĩ trẻ yên tâm trong công tác chi viện. Và cũng đã có các y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng rời mái ấm gia đình, cai sữa sớm cho con để góp lực cùng đồng đội chống dịch. Trong cuộc chiến này, chúng ta cảm nhận được sự nỗ lực, cống hiến của lực lượng nhân viên y tế. Mời mọi người cùng theo dõi những hình ảnh mà Khỏe Mạnh Đúng Cách đã ghi nhận được. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là tâm dịch với con số hàng trăm ca một ngày. Điều này đồng nghĩa tăng thêm gánh nặng đối với cơ sở y tế. Hiện tại, ở các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy đang tiếp ứng người đến các bệnh viện dã chiến khác, dẫn đến khối lượng công việc tại bệnh viện sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn đảm bảo chăm sóc tốt cho những bệnh lý khác ngoài các ca nhiễm COVID-19. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng, khoa thận nhân tạo, từng có khoảng thời gian gần 30 năm gắn bó với bệnh viện Chợ Rẫy, đã quay trở lại bệnh viện một lần nữa, hỗ trợ bệnh viện dù đã về hưu. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng trải lòng trong ngày đầu trở lại hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy. Dù là về hưu nhưng mà đã gắn kết với bệnh viện rất là lâu, từ thời giám đốc là thầy Hai Ảnh cho đến thầy Việt và sau đó là tới bác Trường Sơn, bây giờ thì là thứ trưởng Bộ Y tế, rồi hiện là bác sĩ giám đốc Thích. Đối với tôi, bệnh viện giống như một cái mái ấm gia đình. Đồng nghiệp là anh chị em, bệnh nhân là những người cha chú, là anh chị, là con cháu của mình. Thành thử ra trước cái tình hình mà dịch ở thành phố mình đang lan rộng, cũng như cả nước của chúng ta đang chống dịch triệt để, thì Chợ Rẫy sẽ là một bệnh viện được điều phối đi các nơi khác để hỗ trợ. Đứng trước tình hình này, tôi biết rằng cái vai trò của mình mặc dù là nhỏ, nhưng mà tôi cũng muốn góp một chút xíu gì đó để rằng là đền ơn đáp nghĩa cho những đấng đi trước, những bậc tiền bối đã tạo nên cái ngành y tế cho Việt Nam cũng như là cái thương hiệu của bệnh viện Chợ Rẫy. Và cứ như thế, mỗi ngày tại khoa thận nhân tạo tại bệnh viện Chợ Rẫy, các đồng nghiệp trẻ lại được thấy một vị bác sĩ tiền bối tỉ mẩn đi thăm khám cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhân tạo thường có sức đề kháng kém, đa số lớn tuổi và có nhiều bệnh lý nền kèm theo, nên những đối tượng này rất dễ gặp biến chứng nặng nếu chẳng may nhiễm phải virus SARS-CoV-2. Vì thế, ngoài việc thăm khám, theo dõi sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng còn dành nhiều thời gian để cùng đồng nghiệp động viên, hướng dẫn và nhắc nhở các bệnh nhân chạy thận bảo vệ mình trước những mối nguy cơ. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tùng tâm sự. Thì thành phố Hồ Chí Minh là đứng như quê cha đất tổ của mình. Đứng trước cái tình hình dịch bệnh càng ngày nó càng lan rộng, tôi rất là đau lòng, thiết nghĩ rằng mình nên góp một chút xíu công sức gì đó để xây dựng cho cái nơi mà mình sống, mình lớn lên, mong sao rằng cái đại dịch này qua nhanh và không để lại những cái hậu quả quá nặng nề. Bên cạnh bác sĩ Tùng, còn có chị Lâm Thị Hương, sinh năm 1992, hiện đang là điều dưỡng tại Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cai sữa sớm cho con để đi chống dịch. 2 tháng trước, chị Hương được tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm đảm bảo sức khỏe để công tác chữa dịch. Mặc dù khi đó, Bộ Y tế vẫn chưa có quy định về tiêm chủng đối với phụ nữ đang cho con bú, nên chị đành cai sữa cho con nhỏ 8 tháng, thay vì trên 12 tháng tuổi như thông thường. Dù thương con, chị Hương vẫn làm điều này vì muốn cẩn thận, tránh ảnh hưởng tới em bé. Ngay sau đó, khi tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến căng thẳng, chị quyết định nộp đơn xin gia nhập đội tiêm vaccine cộng đồng và được ban lãnh đạo bệnh viện chấp thuận. Mình từng lỡ cơ hội tham gia chống dịch năm ngoái vì mang thai, lần này mình mong muốn được cùng đồng nghiệp làm việc, góp sức đẩy lùi dịch bệnh, chị Hương chia sẻ. Với cường độ làm việc từ 8 đến 21 giờ trong vòng 14 ngày liên tiếp, chị Hương và các đồng nghiệp khó nén nỗi cảm giác mệt mỏi. Dưới cây nắng gay gắt ở thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ y tế vẫn phải tập trung tuyệt đối, chịu đựng cảm giác nóng bức suốt thời gian làm việc, tránh làm chậm tiến độ tiêm chủng tại điểm công tác. Có những ngày làm việc 12 tiếng liên tục, mình còn sợ không dám bỏ khẩu trang xuống uống nước. Tới tầm 13 đến 14 giờ, mấy anh chị em mới dám nghỉ tay, ăn vội hộp cơm để tiếp tục tiêm cho các công nhân ca chiều. Áp lực là vậy, nhưng mình thấy vui vì được góp sức giúp cộng đồng, chị kể. Khác với lực lượng truy vết, điều trị COVID-19 trực tiếp, đội ngũ tiêm chủng cộng đồng có thể về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chị nói rằng, nhân viên y tế sẽ được khử khuẩn trước khi ra về, xét nghiệm COVID-19 sau mỗi 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng hạn chế tiếp xúc với các đồng nghiệp khác, thậm chí với cả người thân trong gia đình. Mỗi lần về nhà sau khi hoàn tất nhiệm vụ, chị lập tức tắm rửa, thay đồ rồi mới dám lại ôm con.
Trộm vía, bé ở nhà rất ngoan, không quấy khóc nên mình an tâm phần nào. Mỗi lần tới điểm tiêm chủng, chồng và gia đình mình lại nhắn tin động viên vợ chuyên tâm công tác, ăn uống đầy đủ nên mình càng thêm vững tâm chống dịch. Nữ điều dưỡng cười và nói: trước đó, trên mạng xã hội cũng không khỏi xúc động khi nữ bác sĩ tại bệnh viện Trương Vương, thành phố Hồ Chí Minh lấy sữa mình cho bệnh nhi COVID-19 mới 7 tháng tuổi bú. Đó là nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng, đang làm việc tại khoa cấp cứu tại bệnh viện Trương Vương, thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy bé gái gần bằng với tuổi con mình đã phải xa mẹ. Bác sĩ Thúy cứ sau ca trực trở về chỗ nghỉ lại vắt sẵn sữa của mình cho vào tủ lạnh. Mỗi ngày đến bệnh viện, cô đều mang theo sữa của mình để dành riêng cho bệnh nhi COVID-19. Bé gái mới 7 tháng tuổi mà rất ngoan, mỗi lần bú no là nằm ngủ ngon lành dưới chân bố. Còn anh trai thì tha hồ lặn lội trên giường bên cạnh. Lúc bế bé, tôi thấy bé gãi đầu và hỏi ra mới biết 3 ngày rồi bé không được tắm. Thương quá, nên dù không phải việc của bác sĩ, nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn áo quần, nước ấm rồi tắm cho bé. Nhìn giống giống con mình nên thương lắm. Ba bố con vào đây, bố thì bệnh nặng, mẹ nằm ở bệnh viện khác nên hai đứa con không ai chăm sóc. Do đó, các y bác sĩ chăm luôn hai bé từ A đến Z, bác sĩ Thúy nói. Những ngày tháng không ăn đúng bữa, ngủ không đúng giờ và hoàn cảnh chung của mọi y bác sĩ tham gia công tác chống dịch đợt này, dù vất vả, có nguy cơ bị lây nhiễm cao, các chiến sĩ áo trắng vẫn luôn tự hào về việc mình đang làm. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có số lượng bệnh nhân COVID-19 cao nhất cả nước với hơn 10.000 người. Dự báo trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng nhanh. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nâng mức giãn cách từ chỉ thị 10 lên chỉ thị 16 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch. Khỏe mạnh đúng cách, thật sự cảm ơn những y bác sĩ và cả các bạn trẻ đã cống hiến tuổi thanh xuân để cùng bệnh viện thực hiện nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Cảm ơn vì dù là một bác sĩ đã về hưu, nhưng trước tình huống cấp bách, khi đồng nghiệp, bệnh viện và người dân thành phố cần, trái tim người thầy thuốc lại vang lên những nhịp đập thôi thúc. Các bạn thấy như thế nào về những thiên thần áo trắng đang quên mình để phục vụ cho người dân và đất nước? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Khỏe Mạnh Đúng Cách biết với nha! Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch Covid-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé! Xin chào!